Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Wear Anime với bộ anime Assassination Classroom, lớp học ám sát. Như mọi người đã biết, lớp E là một lớp tập hợp rất nhiều thành phần học sinh yếu kém, bắt nạt bạn bè, toxic. Đa số các học sinh rơi vào lớp này đều bị đánh giá là phế phẩm, không thể vươn lên. Và cũng chính vì những ý nghĩ đó đã ăn sâu vào suy nghĩ của lớp E, làm cho họ không còn ý chí để phấn đấu. Các thành viên của lớp E vào thời điểm trước khi gặp Koro-sensei giống như một con thuyền chênh vênh trên biển, chỉ cần gặp một cơn bão lớn, họ sẽ mất phương hướng và tầm nhìn. Rất may mắn là trong cơn bão đó, họ đã nhìn thấy một tia sáng dẫn dắt họ đến tương lai, chính là Koro-sensei. Trong cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Có rất nhiều bạn học sinh rơi vào tình cảnh giống như lớp em, nhưng lại không may mắn để có thể gặp được một nhà giáo như Koro-sensei. Chủ đề video ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói về những nguyên do dẫn đến thành tích học tập yếu kém của lớp em. Còn chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu video ngay thôi. Let's go! Sai lầm đầu tiên đó chính là suy nghĩ không cần cố gắng vì đây là lớp em. Khi một học sinh bắt đầu rơi vào tình cảnh học hành yếu kém, họ thường sẽ có suy nghĩ là đã rơi vào tình cảnh này rồi, có cố cũng không được gì. Học sinh đó sẽ có thái độ buông lơi và không thèm học hành, cũng như nghe rằng hầu hết tất cả học sinh yếu kém đều có suy nghĩ như vậy. Trong trường hợp nếu học sinh đó muốn vươn lên thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, vì trên lý thuyết họ đã lơ là việc học quá lâu nên đã đánh mất hết căn bản, nên việc bắt đầu lại từ đầu trở nên rất khó khăn, nếu như không muốn nói là bất khả thi. Những học sinh là ví dụ điển hình trong trường hợp này chính là nhóm của Terasaka. Những học sinh này là ví dụ điển hình cho trường hợp tớ vừa kể trên. Terasaka trước khi vào lớp E đã là một học sinh cá biệt từ trước. Cậu thường hay bắt nạt người khác trong lớp nên cũng không mấy ngạc nhiên khi cậu lại được đưa vào lớp E. Nhưng hiện tại, chúng ta khoan hãy nói về chuyện đó. Trước hết, ta cần phải đào sâu vào quá khứ của Terasaka để xem lý do tại sao cậu lại trở thành một tên bắt nạt. Xuất phát điểm của tất cả các học sinh đa phần đều giống nhau. Chúng ta ban đầu đơn thuần chỉ là những tờ giấy trắng và Terasaka cũng vậy. Khi mới bắt đầu đi học, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, không muốn gây hấn kiếm chuyện với bất kỳ ai. Nhưng theo thời gian, mọi chuyện sẽ dần thay đổi. Có thể trước đây, khi còn học tiểu học, Terasaka đã gặp rất nhiều vấn đề về khả năng tiếp thu và có nhiều khả năng cậu đã không được ai giúp đỡ trong thời điểm đó, dẫn đến tình trạng học tập của cậu đi xuống dần. Các học sinh khác thì không muốn chơi với cậu vì thành tích học tập của cậu yếu kém. Ở Việt Nam chúng ta cũng thường có những trường hợp phụ huynh nói với con rằng chơi với bạn, lựa bạn nào học giỏi mà chơi, đừng chọn mấy đứa học kém. Điều đó dẫn đến lý do tại sao những học sinh rơi vào tình trạng học kém dần bị cô lập. Và khi bạn bị cả lớp cô lập, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, bạn sẽ dần hình thành lên những suy nghĩ lệch lạc và sẽ tự làm hại bản thân mình. Có những trường hợp học sinh bị bệnh trầm cảm là do chúng bị cô lập trong trường học, không có ai tâm sự và bầu bạn. Cha mẹ của những đứa trẻ này đôi khi vì quá bận rộn nên không chú ý đến con cái. Điều này dẫn đến lý do tại sao những đứa trẻ bị trầm cảm ngày càng nhiều. Trường hợp thứ hai cũng chính là trường hợp của Terasaka, sử dụng sức mạnh để có được những thứ mình muốn. Khi một đứa trẻ bị cô lập trong lớp học, dần dần chúng sẽ có khuynh hướng ganh tị với những gì người khác có và chúng sẵn sàng dùng vũ lực để có được thứ mình muốn. Chúng sẵn sàng đánh kẻ khác và bắt buộc chúng làm bạn với mình bằng vũ lực, uy hiếp những kẻ học giỏi hơn, bắt chúng phải chỉ bài cho mình. Hơn nữa, khi trở thành kẻ bắt nạt, những học sinh này thường sẽ có hành vi tấn công những kẻ yếu đuối và cũng bị cô lập giống như họ trước đây để khẳng định bản thân mình. Trong lớp E, ta cũng có thể thấy Terasaka luôn nhắm đến những đối tượng yếu hơn mình để bắt nạt như Nagisa. Điều này khiến cả lớp không hề thích Terasaka và hạn chế tiếp xúc với cậu, khiến càng ngày cậu càng lún sâu vào trong vũng bùn của những sai lầm cậu tạo ra. Các cậu có thể thấy, những trường hợp tớ kể trên xuất hiện rất nhiều ở ngoài xã hội của chúng ta. Những học sinh khi rơi vào trường hợp học tập yếu kém và không được ai giúp đỡ thường sẽ trở thành những kẻ bắt nạt và sử dụng sức mạnh để có được những thứ mình muốn như điểm số, bạn bè, quyền lực. Các học sinh khác vì quá sợ họ nên cũng sẽ tránh không đến gần để tránh gặp phiền phức. Chính vì những suy nghĩ như tránh né, khinh thường hay sợ hãi đã đẩy rất nhiều học sinh vào tình cảnh học hành yếu kém và không một phấn đấu để có được thành công. Trong trường hợp này thì tớ thấy các cậu hãy cố gắng giang tay giúp đỡ những học sinh đã và đang gặp phải tình trạng này, giống như cách mà Koro-sensei đã làm với Terasaka. Thầy ấy đã lắng nghe và quan tâm đến những điều Terasaka làm, những sai lầm mà cậu đang gặp phải, hướng dẫn cậu để giúp cậu cải thiện tình trạng học hành. Dần dần, kẻ bắt nạt trước kia trong con người Terasaka sẽ dần biến mất, chỉ để là một cậu học trò bình thường có phần hơi thô lỗ. Có thể nói, Terasaka và nhóm bạn của cậu thật may mắn khi có được Koro-sensei. Và biết đâu, thằng hay bắt nạt người khác trong lớp sẽ thật may mắn khi có bạn. Sai lầm thứ hai mà lớp E gặp phải đó chính là tự đánh giá thấp bản thân mình. Khi xem phim, các cậu có thể thấy tất cả học sinh lớp E đa phần đều nghĩ mình là phế phẩm và chán nản với chính bản thân mình. Họ đã không nhận ra những điểm mạnh mà họ đang có và cố gắng phát huy chúng. Những ví dụ điển hình cho việc này đó là những cái tên như Yukiko, Ryo, Manami. Những học sinh này có cùng một điểm chung đó là rất có tài trong một môn học nào đó. Yukiko là một học sinh ưu tú trong bộ môn quốc ngữ.
Cô có thể dễ dàng học hỏi và tiếp thu kiến thức từ thơ ca cho tới văn học. Yukiko có thể vận dụng điểm mạnh này của mình để có thể tiếp thu sử học thông qua những bài thơ ca, những địa danh được nhắc đến trong những bài văn cổ và tìm hiểu chúng. Manami thì lại rất có tài trong bộ môn hóa học và sở hữu khả năng đáng nể không phải ai cũng đạt được. Như các cậu cũng đã biết thì hóa học là bộ môn vô cùng khó, không phải ai cũng có thể học giỏi hóa học nếu không chịu tìm tòi và trau dồi kỹ năng của mình. Hóa học là bộ môn liên kết với toán và lý. Một người học giỏi hóa có khả năng cao sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức toán và lý hơn so với những người bình thường. Tuy không có gì đảm bảo về việc học giỏi hóa thì cũng sẽ giỏi toán với lý, nhưng trong trường hợp của Manami thì khác. Cô là một cô bé có khả năng tiếp thu rất cao nên chắc chắn việc học giỏi hóa sẽ tạo tiền đề cho Manami tiếp thu những môn tự nhiên khác. Rio thì không giống với những học sinh khác trong lớp E, cô có thể cân mọi môn học mà không hề có một chút trở ngại nào. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của cô chính là mất căn bản. Trong video tổng hợp về lớp E, tôi đã có nói về việc Rio là một thiên tài từ khi còn nhỏ, nhưng vì quá cô đơn nên cô đã bỏ bê việc học để có thêm nhiều bạn. Nếu cậu nào chưa xem thì tranh thủ xem ngay đi nha. Và cũng như tớ vừa nói trên, chính vì việc bỏ bê việc học từ khi lên sơ chung đã khiến cho Rio mất đi kiến thức căn bản, làm cho một thiên tài như cô khó lòng khôi phục lại thành tích trước kia của mình. Chính vì thế, chỉ cần tìm hiểu lại những kiến thức căn bản, Rio dễ dàng trở thành một trong những học sinh ưu tú nhất trường Kunuki Gaoka. Ngoài ra, trong lớp E còn có rất nhiều thành viên có tài trong bộ môn nào đó, nhưng họ lại không biết tận dụng điểm mạnh của mình mà phát huy nhằm giúp họ trong chuyện học hành, bởi suy nghĩ đây chính là lớp E nên mình không cần phấn đấu, đã làm mờ mắt những con người này khiến họ không thể nhận định được khả năng của mình tới đâu. Khi Koro-sensei đến lớp học, thầy đã nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của từng học sinh. Koro-sensei thường xuyên nghiên cứu các loại đề khác nhau, dành thời gian để làm đề kiểm tra cho từng học sinh một. Ngoài ra, trong các giờ học, Koro-sensei còn chú ý kèm cặp những học sinh gặp vấn đề trong khả năng tiếp thu kiến thức, giảng dạy kỹ lưỡng để giúp học sinh dễ hiểu bài hơn. Điều này đã làm lớp E thay đổi rất nhiều. Trong cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy, hãy biết tận dụng thế mạnh của mình và biến nó thành một lợi thế cho chính bản thân của chúng ta. Điều thứ ba tôi muốn nói đến đó chính là những áp lực. Có rất nhiều học sinh trong lớp E gặp phải rất nhiều áp lực khiến họ không thể nào tập trung vào việc học được. Nhưng ví dụ điển hình trong trường hợp này đó chính là Kotaro, Nagisa, Yuma. Kotaro là một học sinh với thành tích học tập tương đối ổn định khi còn ở cơ sở chính của trường Kunugi Gaoka. Cậu không hề tỏ ra yếu kém trong bất kỳ môn học nào. Tuy nhiên, vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm ngành y, Kotaro đã gặp phải rất nhiều áp lực bởi sự kỳ vọng của gia đình dành cho cậu. Họ luôn muốn thành tích học tập của cậu phải thật tốt để có thể thi đậu vào trường đại học y danh tiếng tại Nhật Bản mà không hề suy nghĩ đến áp lực mà Kotaro phải chịu đựng. Dần dần thời gian, vì chịu đựng quá nhiều áp lực nên Kotaro đã quyết định buông xuôi mọi thứ. Điểm số dần dần tuột dốc và cuối cùng là cậu bị đưa đến lớp E. Đây có thể là một kiểu áp lực chúng ta thường thấy nhất ở những học sinh có điều kiện khá giả. Áp lực từ sự kỳ vọng đến từ phía gia đình đã làm rất nhiều người lâm vào tình cảnh chán nản. Gia đình của họ luôn muốn con mình phải hơn người mà không hề nghĩ đến cảm xúc của con. Dẫn đến rất nhiều học sinh đột nhiên nổi loạn, chống đối lại gia đình và xã hội và dần dần cô lập mình với mọi người xung quanh. Còn về Nagisa, tuy áp lực của cậu cũng đến từ phía gia đình nhưng nó không giống với Kotaro. Áp lực của Nagisa chính là sự kiểm soát của mẹ cậu. Mẹ của Nagisa là một người phụ nữ rất độc đoán và tàn bạo. Bà luôn kiểm soát mọi hành động và hành vi của Nagisa. Bà quyết định hết tất cả mọi thứ, kể cả việc ăn mặc, tóc tai, ngoại hình, cho đến tương lai của Nagisa. Như thể bà tạo kế hoạch cho chính cuộc đời bà vậy. Trong phim, Nagisa cũng đã từng nói mình giống như màn chơi thứ hai của cuộc đời mẹ vậy. Điều đó nói nên việc bà độc đoán như thế nào. Tuy trường hợp này ở ngoài cuộc sống của chúng ta khó lòng mà gặp phải, nhưng chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều bậc phụ huynh kiểm soát con mình một cách thái quá mà không hề lắng nghe ý kiến của con xem nó thật sự muốn gì. Dù đúng, chúng ta là bậc cha mẹ, là những người đi trước và đã có kinh nghiệm cho cuộc sống, nhưng chúng ta cũng phải biết lắng nghe và tôn trọng quyết định của con trẻ xem nó thật sự muốn gì để tránh tình trạng đứa bé càng ngày càng mất đi niềm tin và sự yêu thương trong gia đình. Tớ mong các cậu đang xem video hãy nhớ lấy điều này để mai sau các cậu có thành cha mẹ. Hãy nhớ lấy, hãy lắng nghe ý kiến của con trẻ. Ví dụ cuối cùng của chúng ta là Yuma, áp lực từ những trách nhiệm mà cậu còn gồng gánh. Như các cậu cũng đã biết, gia cảnh của Yuma thật sự rất khó khăn khi một mình cậu phải chăm sóc cho cả em và mẹ của mình. Cậu phải duy trì giữa việc làm thêm và đi học song song với nhau. Chính vì lý do đó, cậu khó lòng tập trung vào việc học hành dẫn đến thành tích sụt giảm. Thêm nữa, vì chính sách không cho học sinh đi làm thêm của trường Kunuki Gaoka đã khiến Yuma gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói, Yuma là một ví dụ điển hình cho mỗi học sinh nghèo vượt khó. Tuy đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng hết sức, đương đầu với mọi việc mà không hề than vãn. Tuy xã hội của chúng ta đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh vẫn luôn cố gắng hết sức từng ngày để được đến trường. Nếu các cậu biết trường hợp nào như vậy,
hãy nhớ là yêu thương và giúp đỡ họ nhiều hơn nhé. Bởi cho đi là nhận lại mà đúng không? Đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các cậu sẽ rút ra được những bài học quý giá mà tớ muốn truyền tải. Đừng quên like, share và subscribe cho Way to Way Anime nha. Cảm ơn các cậu đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các cậu vào những video lần sau. Way to Way out!